Trong phóng sự vừa rồi, thưa chị Trang, chị có thể cho bà con được biết rằng là khi nuôi bằng chế phẩm sinh học này thì chị thấy rằng là cái đàn heo của nhà chị có sự phát triển gì khác hơn so với cả khi chị nuôi bằng những thức ăn thông thường không ạ? Từ ngày em nuôi và thứ em qua chế độ chế phẩm sinh học của vườn sinh thái này thì em thấy heo em coi như cũng phát triển, mà da nó lông nó mượt, da nó hồng hào anh. Với phần em mới vừa sức về heo rồi đó, giờ nuôi nó sức heo lái vô chị mở không, kỳ này vô lại chịu liền ha. Vâng, đó là cái lợi ích mà khi chị vừa nói là nuôi heo nái đúng không ạ? Dạ. Thế thì đối với cả nuôi trong quá trình nuôi heo thịt thì chị thấy rằng là nó có những cái sự phát triển gì khác, ví dụ như là về chế độ tăng cân này, hoặc là về cái chế độ cái chất thải của nó ra thì nó có tức là cái về sự tiêu hóa của nó khác gì hơn so với cả những cái chế độ khác khi chị cho ăn bình thường không ạ? Heo em ăn á thì em thấy á, cho nó ăn á thì cái mùi hôi á, phân á, nó đi ra là ít hơn cái như hồi đó em nuôi cám kia đó. Nhưng mà giờ á thì nó mùi hôi thì nó giảm rất nhiều tỷ rồi đó, 90%, giờ còn 60% vậy thôi. Trong quá trình nuôi thì chị thấy rằng là cái mức độ tăng trưởng mà khi xuất chuồng của heo thịt khi chị xuất thì chị xuất sớm được cái thời gian bao nhiêu lâu? Mà sớm được 2 tuần anh. Thấy heo nó vậy mà cân lên nó nặng ký, nó săn chắc cái bụng quá, nó nặng ký lắm. Thế chị có thể cho biết rằng là vậy thì cái kinh nghiệm mà theo như chị sử dụng cái chế phẩm vườn sinh thái này, chị kinh nghiệm của gia đình chị đã sử dụng cho heo đàn heo nhà chị là như nào? Là cũng như em nuôi heo nái á, đó với heo nái á thì em ăn á, cho nó ăn á thì đó heo nó săn xong là nó yếu chân không à, mà hôm mà em cho nó ăn cái này thì nó không có yếu chân nữa. Hàng ngày thì chị cái kinh nghiệm sử dụng của nhà chị như nào, cái liều lượng chị cho ăn trong tuần như nào nhỉ? Từ một tuần ăn chế phẩm này thì em từng ăn cho ăn có ngày 3 ngày, ăn vào buổi chiều. Trước khi ăn thì tôi pha cám với chế phẩm sinh học này thì tôi ngâm khoảng 15 phút sau, rồi dậy men lên rồi tôi quậy đều rồi mới tới cho ăn. Vâng thưa chị, thế thì trong quá trình này thì chị thấy rằng là cái giá cả của cái sản phẩm này khi chị dùng thì chị thấy rằng đối với một hộ nông dân như gia đình chị thì chị thấy có chấp nhận được không? Thì nó rất là rẻ so với cái loại thuốc, tại hồi đó nhà nuôi heo á, mỗi lần đi mua thuốc là 500-700 ngàn không à, trộn vô cho ăn mà thấy cũng không có hiệu quả gì hết. Sao thấy được cái chế phẩm sinh học này thấy cũng như lợi nhuận rồi, cũng như giá thành nó thấp. Đó, thành ra từ đó này là cho ăn hay không. Từ nuôi tới nhà xuất chuồng á, 7 heo tỷ 10 con á, ăn chừng chai này giá. Tức là cả một bầy heo nhà chị mà 10 con mà từ lúc nuôi đến khi xuất chuồng mà chỉ ăn hết có một lọ thôi. Cái một lọ. Thế là tức là giá thành, tức là đối với gia đình nhà chị là có thể chấp nhận.